Rồi, chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Sáng nay đi trên con đường mới rồi bạn ơi. Ê, cục điện mà chơi bọc ghê vậy? Nó tính đổ xi măng quá. Sáng nay đi trên con đường mới rồi. Sáng nay Mr. Nam đi thăm chúm mà mặc áo phát gối địa hình quá. Cái này là dùng chiến thuật vụ nè. Vụ vụ, nó nói ôi thằng này chắc đi đám không phải đi thăm chúm lương đâu, vô mày đứa ơi. Ba thằng mình đi thăm chúm đó, à, ừ, cha mình nói được. Mình nói hơi bị gối gối địa hình. Khui ông đầu tiên coi. Lúc này thì nói chung cũng đi quần khu mới lắm mà anh ơi. Đi kiếm khu mới, kiếm gì mới mới. Khu nhà nó, nói chung khu nhà mình lương nhiều hơn khu mới luôn. Hôm ngày đi đặt khu mới toàn chất không. Khu nhà thì chỉ đặt chứ ổn áp lắm. Có điều điều xịt lép mà. Còn khu mới đặt thấy chất chất hoài. Sáng sớm thấy cái đít lép quá hả ta. Ê ê, tại cái chấm của cha á, một bầy luôn. Rồi cái chấm của cha đít nó nhỏ, hang lương được lắm á chứ. À ngon ha, hang lương gì im rồi. Tại cái chấm của cha cái đít nó teo quéo. Đít tới lép đít luôn. Hồi đó nó đầu tiên kéo là nắm gịt không à. Nó giống gịt nó teo vậy đó. Chính rồi. Ồ, cái chấm đó mà phải chừng này cái đít phì là dữ lắm, cái chấm luôn dữ lắm lương. Không dằn chấm con trước đi. Sẵn đường ra nè. Cái này của ai? Trời đi. Tiếp tục bạn ơi. Này mình đặt cái mương nãy mương đường nước. Mương lạng. Hai con lươn nó được. Lươn cái đó là ngon rồi. Con gì? Ớt hay gì ta? Nghe tẩm 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 gì. Gồ xịp lép rồi. Mương đó có mương này không có ta. Mình lạng quá. Ê, ê, ê. Sáng trời không có mà được cái lương hoài ta, im ta. Trời ơi. Cái đít xẹp lép luôn. Ơi con lương trong khẩy luôn, lương nhì luôn. Trời ơi, tính không dính không à, đít xẹp tới xẹp luôn. Vậy mà lụm. Có lý nha. Sáng khai trương bắt nguyên vài châu luôn rồi. Lương được hết biết luôn. Lương đã trăm gửi gàm á. Dàn mương này chiến đấu lắm nè. Vô coi. Sáng nay mình đi tiên phong mà. Mức mức dừa luôn á. Đi, được nha. Sáng nay mình đánh tiên phong nó làm sao mà. Làm sao mà hậu phương sao đi sao mà. Thấy sung bờ khía rồi chứ thấy nản chí luôn là xong luôn rồi. Ống này có lương rồi đó, muốn bự nhỏ. Ê, được nè. Ê, một cặp nữa bạn ơi. Cũng được. Cái này im rồi. Cái này là nấu lẩu là ngon rồi. Bự hơn hai con đầu tiên nãy. Được. Hai con đó cũng 100 gram rồi đó. Đừng bán được rồi. Ngon à. Đừng mua. Nó đó, nó đó. Nhìn là biết chỗ đặt chấm liền. Mấy mương cỏ không có giấu được. Dở lắm, dở rồi. Lâu quá không thấy cái cảm giác mà túi nó phì tới nóc ta. Lúc này cũng có thể có lương. Dưới phần cũng che với túi lưới cao bạn ơi. Nhập con lương bự nó vô nó ăn, nó nằm đó, nó đâu có vận động nhiều. Nó bự nó mập quá. Khui. Một em cũng cỡ nãy nguyên bầy lương lứa. Ê, cũng bự lắm chứ không nhỏ đâu. Được á. Lương trọng. Trăm rồi. Không
Khui 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 khui. Mương nhỏ nè. Mít chín thơm quá ta. Mương bự không có lương bự, bây giờ mương nhỏ kiếm lương bự mới ghê nè. Tích phì con ơi, ống ba la phì 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 rồi luôn. Cũng có phì nè. Phì yếu quá. Chín, mít chín. Túi này chắc có lương nhỏ nữa rồi. Khui. Rồi nữa. Ý, con này bự hơn kia nè. Sao lương nó cỡ một kia ta? Bên đó lớp 1, bên đây lớp 2. Thầy cô giáo nằm đâu hết rồi. Con này được nè. Khía, lương này khía. Lương này 3 con 200 gram ạ. Đây chơi. Mấy mương này đã phải nấu luôn, sáng nước vô đẹp ghê luôn. Không có lương bự, uổng thiệt. Nó phải ở đây, phải ở đây. Nó. Lương nè, lương nè. Nó rồi. Lú mỏ lên coi. Rồi không lú mỏ rồi. Trời ơi lon con không gì. Một bậy luôn. 3 con. Rồi thiệt cái mương nãy mương lớp 1. Mương bên đó lớp 2. Bự. Chắc lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 nằm bền dài với anh Nam hết rồi. Nó lương cỡ đó là được ăn thịt hết rồi, bự hết rồi. 3 con. Dùi đã hết biết. Chỗ bào. Sáng chạy ra giữ chứ chơi đâu. Nãy giờ thăm mấy ống nó có hợp chết không. Mình cha mình. Của anh Nam chưa thăm. Tính ra cái khu vực nhà mình thấy vậy với bạn, thấy vậy chứ lương im ha. Đặt lần nào cũng có lý vậy. Bạch bạch gì đó chứ con bự. Mới nhỏ. Còn khu lạ này. Anh em đây cao tay quá. Đặt hết luôn, không còn lương luôn. Quá dữ. Đực nên chê khu nhà, nói chung cụm nhà vẫn hơn. Ông này chắc có lương nè. Chắc lương nhỏ nữa. Con này được rồi. Cái này gôi gôi, vừa ăn vừa ăn. Khu nhà vẫn hơn. Gà đặt khu lạ mấy đêm. Lương yếu xịu. Đã. Con này được nè. Cái này cũng ngon rồi. Dính con cái này cũng mừng. Hả? Đồ. Thăm giùm có lý ta. Có bộ cái ông mà ông khoác còn thăm chấm êm à. Mượn đó là hai chà. Thăm có mượn ta thăm giùm trời. Đồ lương này mém nhất luôn rồi đó. Ừ có lý quá ta. Thăm có mượn ta thăm giùm. Ngoại cho thăm giùm vô lương bự liền ha. Có lý quá ta. Con nó bự hơn lương mình nãy à. Mày có không? Người con. Bỏ vô. Con gọn gọn. Cho nó đúng nghĩa đó. Cái nào phải không, cái nào của đó mình ăn mấy ống. Hai ống. Còn ống không gì vậy? Bao chấm mình còn ống nữa hết rồi. Hy vọng ống cuối tán con lương nhất coi. Gỡ gạt lại với. Ăn nửa tí chứ gì. Xây ngược tình thế lại mới được chứ. Lý quá ta. Ống đó có luôn đó. Này con lương nhỏ. Này còn hai chồng ha, được. Mình cỡ một à. 5 chạy 3 rồi đó. À, chà. Ý, thấy đội cái mỏ bự quá đó. Không, cái đó là đội rồi. Đè một đống lên. Đè một đống cỏ mà đội vậy là có lý lắm rồi. Dính còn nửa ký đạp nằm xong đường đó. Nửa ký đi con.
Trời ơi. Cua gì đó, mà đó lươn đó lú rồi đó. Thấy lươn chưa? Trùng hổ. Đó. Dung hơn lươn. Vừa lươn. Có còn cua nữa trống không? Dính mấy cua phì dữ lắm. Cua là phì nhất. Đó đó, cua thiệt kìa. Y gan. Cua thiệt. Nó đội cái mô lên nó phì cả đó. Nó ở ngoài dính trưởng con rồi. Cua nó mới phì dữ thôi chứ không có con. Cua. Nó bò lên, nó đội lên cái mu lên, nó nướng lên. Đặt chúng bị mấy con cua chơi hoài à. Rồi chắc này tới dặn mương chiến đấu của anh Nam nè, không biết sao đây. Mấy mương này là mức gừng luôn. Mà không biết sao đây. Mức dừa. Hồi nãy mức dừa lương nhỏ nhỏ không, bây giờ mức gừng. Hay mức tầm vuột. Mức tầm vuột, mức tầm vuột chà. Mấy bỏ nó. Mấy mưa này đặt ngay ống nước là đúng bài luôn. Phải không? Cô bắt. Đó, đó, đó. Còn lươn nhất luôn rồi đó. Lươn nhất luôn. Trời ơi. Chủng bài, chủng bài. Không, con đó chắc không tới 200 gram. Chắc cỡ 170. Nhất được rồi. Nhất sáng giờ rồi đó. Hơn con ngoại nãy rồi. Đâu có hơn. Cũng tương đương á. Không mà nó không bằng con nãy. Con nãy tại thấy cái dạng dáng nhất, con này yếu hơn. Im, mương nhìn nhức nách. Hồi đặt con này mới đúng bài nè. Phải cô bắt. Trời cô bắt là lương dữ lắm lương luôn. Qua đặt cô bắt đi sáng mở khoát lý lịa liền. Ông còn làm hoài đi Nam ơi. Đây đã thua thì cũng cam tâm nữa. Ông mới này không biết. Như phần chéo túi cao nước không lên nè. Vô mồi nhiều quá ăn no nằm nhớ phê khổ nhủi. Hui lên lắc lắc biết liền. Mất bột rồi. Mất bột. Ở đây mình còn ống cuối cùng băng ơi. Hy vọng cuối cùng của giặc chúm mình. Qua đặt đâu ta? Ở bên kia bạn ơi. Khui. Mừng lý tưởng ghê không? Có con bắt, có bèo, có con muốn nữa. Úm ba la cà na xí mũi. Úm ba la, úm ba la, úm ba la khui. Có phì nghe, có phì nghe. Phì tới đây không phì lên tới chớp rồi. Dạ, dính con lươn là mừng. Con lươn trọng trọng là mừng. Khui. Chú ngỏ lên con. Ê con này bự bạn ơi. Một con, hai con. Hai con lươn, hai con lươn trọng khẩy luôn. Có lý. Im quá ta. Mương có lươn thì đặt con ống à. Mương không có lươn thì đặt cái nồi. Hai lươn trọng con lươn nhì luôn. Mương nhìn đã dài thòn lòn luôn á. Qua đặt tới đây còn có ống một. Chích được ống lụm hai con. Nhằm khi nó cũng vụ á. Cái đem nguyên bao qua đặt cái chất quất á. Hai con này là im lắm im rồi. Ống vô hai con gì thôi là trúng mánh rồi đó. Khỏi con lươn nhất. Hàng lươn hơn 100 gram. Trắng tươi. Được lắm nè. Hai con này là làm tô canh chua là đủ rồi. Đủ sống rồi. Thấy cái mùi nó giống giống rồi. Cái mùi nó khét khét giống giống rồi.
đó 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 đó, bịch bịch vậy đó, bịch bịch vậy đó mới đã đó. Hay là ăn cua, nó có hang ngồi đảo ta không, con này trọng rồi, cua ông nội ơi. Một bầy luôn, trời ơi. À, một con cua nè, cần kinh luôn ha. Hai con cua nè, một con bóng dừa. Đặt một ông chống dính hai cái mu trà bá luôn. Hai con cua luôn. Hai con cua bành trướng luôn. Không không, cái này được. Đặt vừa kiếm lương vừa kiếm mồi, chiều đặt chúm lương tiếp. Lại hơn gì lắc ngay cốp cốp cốp. Hai lương bành, ủa hai cua bành trướng luôn. Dữ thiệt chứ. Không, chúm này cũng hiệu quả lắm chứ. Công dụng mới. Chúm lương ngoài công dụng đặt lương cá bóng, còn có thêm công dụng là đặt cua. Hai bí quyết nữa hả? Còn hai bí quyết chưa tung thì chiêu luôn. Đây có chuột cống nè. Con lương này gần. Tròn tròn nè. Túi xẹp hơi tròn là có lý rồi đó. Thôi đặt mấy ống chúm cũ. Thấy hơi tròn tròn nè. Chúm mà đặt cái hôm càng cũ càng ngon, ở hang chuột chà bá đùng ở trong đất. Đó. Đó. Không có rồi. Không có rồi. Nó thiệt. Nhìn cái mặt ông ngoại rồi. Nặng lắm. Trời ơi. Trời ơi. Nặng lắm rồi. Hai con à, hai con, hai con. Trời ơi. Một con. Thấy không, lắc xí ngầu là biết hai con liền, hai con luôn nhì. Sáng nay ngoại có lý, ngoại khè quá rồi. Trời, đâu ông quất ngỗng còn nhất nữa, cái bắt đầu tới luôn nè. Ông chậm cũng cũng đủ không, hai con đây nè trời ơi. Hút rồi, hút rồi, hút rồi. Sáng cặp rồi, ông biết cái chỗ mương nào có lương ông đè, ông đặt hết trơn, bắt mình đi lội xa chết đó, chết luôn. Đây vàng của ổng mà chết luôn rồi, bị gài rồi đó. Thấy không, trúng cái lớp của ổng hết rồi. Còn còn ủa? Còn còn đó, trời ơi con bự lương nhất. Ôi ơi con lương nhất luôn á. Gửa gửa xin không. Thiệt rồi. Hôm nay mình bắt tay cái coi, bị ông thuốc rồi. Lương ngon. Lương ngon đặt trên. Bắt mà lộ anh kia còn chết. Trời, lương bự nằm chơi thấy cầm đang chịch không xuống nào trốn nữa đó. Ừ, con nó bự nhất sáng giờ luôn rồi đó, lương nhất luôn rồi. Con nó chắc ăn rồi. Xong rồi, xong rồi. Không, mưa này nhìn đã thiệt chứ. Nó có là có đều mưa luôn á. Có là có hết á. Màu khoảng, trời. Khoảng. Khoảng. Chụp lép nhảy đùi đùi giống rồi. Khoảng nữa trời. Khoảng nữa nè. Khoảng nè. Hai con nữa kìa. Khoảng nè. Còn không? Thăm trộm nào mày. Thăm trộm đi. Đi dạ. Chỗ này muốn kiếm chỗ thăm trộm cũng hơi khó à. Bước xuống đó. Đó kìa, đó rồi đó. Đó đó đó. Đi, chà bá luôn. Chà bá luôn, chà bá luôn. Chọn chọn mới được. Nhảy lên. Đó, đó. Có hai ba con gì lon ton nè. Còn nữa, còn nữa. Hết, còn nữa nè, ba con. Ê con luôn. Ba con. Kỳ với trời. Ngoài đẩy mương này bốn con chúm hả? Chạy chân muốn luôn. Bốn chúm chạy chân. Sao không chạy bốn. Cả ký rồi. Dữ thiệt chứ.
biết mình nào có lương đặt trơn bắt đó, anh chỉ mày qua đó đó, ở đó đi thì tàu đi gần mà chất lượng nha, lội xa mày thất bại. Còn vài ống cuối, hy vọng vài ống cuối này tán vài con bự. Con siêu to rồi, siêu to khổng lồ một ký. Không biết làm sao đây mà như nó phì lên tới trên luôn hay gì. Phải không, phải không? Hồi hộp vậy. Hay là cua? Nó cột nữa. Thôi, mất bảo coi. Có lương. Mất bảo coi. Trời. Một cặp. Một cặp nữa bạn ơi. Con nhì, con ba nữa rồi. Thời ngoại tới thiệt là cản hết nổi rồi. Một đống nè thấy không? Tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Tới, chỗ nào cũng có. Những tia hy vọng cuối cùng. Đít đâu? Có đít ra. Có đít đâu? Có phì đó. Đường nhỏ. Trọng trọng mà chứ không bự. Nhảy lon ton. Một bầy luôn. Ba con, hai con vậy. Lương sư, lương nhất. Lương nhất trời, hai con. Mà lương nhỏ nhất. Còn một ống chấm cuối cùng. Đi chỗ này đã quá nè. Bùng binh nè. Trời ơi, cái đít ông nội ơi. Teo ngắt. Bùng binh bánh bạ nè. Gạo, gạo không. Chết quá rồi. Thôi, lưu binh về nhà khui lương. Khui lương ngoại với mình có lương đâu khui. Sáng ngoại khè bạn ơi, ngoại nó đặt chúm đâu quẩy nặng chết. Quẩy nặng chết nữa là quẩy nhà hứng à. Thôi kệ gán. Sáng hôm chúm mày đặt mặc áo khoác. Không mà mốt chỉ sao có đem chúm chiếm cái nón của ngoại nằm à. Nón rách hình quá. Áo quyền thoại luôn nè. Rách cổ gì mà không bỏ đó. Rồi mà mốt lấy cái combo luôn, áo cái quần như lương dùi nữa. Quần lương dùi lủng lỗ. Đôi dép. Cái bao. Khui hàng, khui hàng. Lương nó sáng nó yếu quá thôi. Thức, nó ngủ chưa thức. Bao này của hai anh em mình đó bạn ơi. Hai anh em mình hợp tác, bao nào có lương mình để vô đó chung. Ngồi không. Hãy đứng gõ đây. Anh em tôi hợp tác nè, vậy không đó. Không, anh em hợp tác mà. Ừ, thăm chúm mà áo trái. Bảo viên lương không vô là phải rồi. Ngược, ngược ngạo sao chui vô được. Sáng nay gần đi xe. Đem mồi cho cá chê ăn, ốc nhiều mà. Đó. 8 con lương luôn. Rồi đây. Con này chắc lương nhì. Con này không tới 200 gram. Lương bông.
Phát ống mà vô con cái này thôi đặt hoài biết nào mệt. Cái vườn là săn mắt các kiểu rồi. Đặt rồi, dính lương là xưa rồi. Đặt dính lương là xưa rồi. Tôi săn mắt các kiểu mà. Vườn nào sợ thấy. Hay đặt dính lương rồi, còn cũng phải có người đặt kiếm mồi để chịu đặt nữa chứ. Bó tay thiệt chứ. Nhà sáng nay cơ. Sáng nay bao trúm của ông ngoại cũng làm được các ký mấy lương, hơn ký rồi. Hơn ký lương. Còn hai anh em mình gom lại chắc được cũng cỡ mấy ký. Đâu bậy, giỡn hoài trời. Cái gì chứ cũng hơn ký. Nó ta nói sáng mà đặt ngựa ngựa mà áo khoác không mà đặt gì không hai con nữa kìa. Này bạch kìa. Quá đã luôn. Nhưng mà còn con bự nữa. Đó, con lươn đó anh Nam thăm ké đó. Nhìn tươi. Vô. Có lý. Tính ra ngoài đâu hên ha, lọt kẻ đi giữa ha. Giữa hút. Không biết cái chỗ nào có lươn đặt trơn quá, anh em lội sàn chết luôn rồi. Anh em lội bố. Nhớ lên cua cái bóng vườn không. Ổng sao nhẹ, ra tới tao đây cho hai mày. Hết rồi, của ngoại nè. Ký lương. Hơn trời, trời, khui bao dễ kìa, khui bao luôn. Không, có anh Nam lửa nào nặng nặng rút ống màu à. Còn đây nè nó, cô ngoại này im lắm chơi đâu. Cô ngoại. Cô con với diễn nữa chứ ngoại đâu ngoại. Cô ngoại bao xanh đó đó. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con lươn bự không. Đã hết biết. Không đó. Vô đi mà. Đặt mà chút mà sao đặt ta. Cái nào không có. Con này vàng, con này mương gông mới gì vàng. Cái nào không có thì có mồi á. Chúng đều á. Chúng đều. Đó, mấy tên Nam đặt chúng dính gì không nè. Dữ thiệt chứ. Hai cua cái không ông ơi, hai con này có vấn đề nghe. Hai con cua cái mà chui vô ống chúm là cũng nghi nghi lắm nha. Họ đó ra 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 khè cái. Mày cũng phải có được con chứ. Con của ông Nam đó. Chừng chỉ gì đâu không gì nó cũng được con chứ cũng có đỡ đầu chứ. Chết luôn. Dữ thiệt. Ta đã nói rồi, mấy người kia ông cũng biết có đó, mà nó nhỏ mà. Nó là hên lắm thì nó kiếm chỗ được lương bự thôi chứ còn nhiều chừng chỉ mà. Lương để tao. Cũng mới vô khuôn con đầu bự hả? Ừ. Cũng y chang em thôi. Thì mới vô bắt con trâu lúc sau bán mấy con trâu luôn. Cua. Cua hả mày? Rồi tính ra bữa nay trúng hơn mấy bữa trước á. Chắc là 2 ký á. Hết không Nam lẹ vậy? Còn. Nó miếng ốc không đó. cái ống chúm đó miếng ốc bự quá vậy lương không dám vô. Vô sợ bị cắt. Hết rồi cha ơi. Cũng chút hết nha. Vô được hai ống. Đó không, đây là cũng có lý lắm á. Ống này là bên mương ống cuối cùng á cha. Ống mương có bắt á. Mương có mà không đặt mà mương không có đặt cái nồi. Cái này cũng nè. Nó kêu ngoài kìa. Cũng có lý lắm trời đâu. Nè một người luôn nè. Đặt bậy bậy không? Sát đặt chạy nhiều lắm á. Hồng như ổng chạy có hai ba ổng không chạy hả? Đây nè còn thứ này nè nó thấy không có bóng dừa nó đặt cũng bự thấy không cái nọc nó đâu vô cái này lây lum chứ đây nó thừa lây lum đây nè ta đặt dính cua biển Cà Mau nè thấy không trời ơi tại nãy vô con cua nó thấy vô mấy vô con cua đó cua đó đó ai à, nó không có cua đâu ta cũng có cua rồi bậy mày thấy vô con cua hai con nữa nè đặt dính gì rồi lương gì không nào chạy ngon lắm á. Dàn chúng con có lý lắm á trời đâu. Lương trọng trọng nhiều á.
lương gì mà dạng đặt con nào nó đen kìa. Chứ cái mấy mường nó có trắng đâu. Nói không, giờ hơi thì dữ lắm chơi đâu. Ừ, ống chúm nè, lít lép của ngoại bị xui chết. Lép. Đúng không? Dữ lắm chơi đâu. Cặp không cặp thấy không. Cái nào mà để nặng tay xem. Dạng lớp 1 với lớp 2 rồi con thì mầm non với mẫu giáo. Trời lớp la. Đó thấy không? Trời ơi, tao cũng có lưng bự rồi chứ. Thì đó có được con đó. Mới vô tao bắt được trâu mà. Ai à, dù sao cũng đỡ ông à. Tao có con trâu à, tao có con trâu được rồi. Tao không có được con trâu. Mở rồi sao? Trời ơi. Chị ông mãi chưa mở. Chắc cả 2 ký à, gồm gồm hết chắc cả 2 ký hơn 2 ký à nghe. Cũng có lý quá nè. Qua đây mày. Hết. 2 ký bẻ. Bẻ. Con lươn bự cũng nào rồi. Dục qua đây vậy. Ý nặng dữ ta. 2,5 ký các bạn ơi. Mà liệu cái thao hết ký. Không nửa ký hả? Nửa ký không? Nửa ký chắc ăn không? Đổ vô thùng nhỏ kìa. Trời. 2 ký hơn 2,5 ký lận. Thao này nửa ký gì? Hơn 2 ký. 700 gram lận. Ký 8 với này 200 gram nữa nè. Ừ 2 ký luôn. Ông này tới nửa ký rồi ông ơi, tại cua nữa. Ông ơi mốt nó đặt mà hỏi ông ngoại ơi, đặt cách sao mà ông đặt chúng vậy? Hỏi vậy nha. Rồi sáng nay thành quả cũng thu hoạch được hơn 2 ký bạn ơi. 2 ký chứ không nói lương nha, cua nữa. Không 2 ký lương. Được mớ lương bự nè, lương thịt ngon. Lương này cũng được mớ vốn làm ăn, với lại mớ lương nuôi. Bán lương này mình mua mồi về mình nuôi lương nuôi. Đó, im không? Tính ra cũng kinh doanh ghê ha. Ngon lành. Cũng được 1, 2 nè. 4 nè. 5 nè. 6, 7, 8 lương trọng. 8 lương trọng. Lương này chắc nhì không? Không có con nào nhất quá. Không tới. Lương nhì không. Rồi thôi cũng kết thúc chương trình buổi sáng luôn bạn ơi. Cũng im. Nhiều đây là cũng nói chung là kiếm được nhiều lương này cũng khá rồi. Rồi thôi chào bạn nha, gặp lại các bạn những clip sau nha.